chúng ta sẽ học cách sử dụng động từ adimas để nói về việc sở hữu vật gì đó, có thời gian, có việc bận hoặc có hẹn. Watashi wa kuruma ga arimasu. Tôi có một chiếc xe ô tô. Cấu trúc nani nani ga arimasu. Giống như wakarimasu, động từ arimasu dùng trợ từ ga để biểu thị đối tượng. Khi nói sở hữu một vật nào đó, ta sử dụng ga arimasu. Ví dụ, watashi wa kuruma ga arimasu. Tôi có một chiếc xe ô tô. Có việc bận. Mira san wa yoji ga arimasu. Anh Mira có việc bận. Có hẹn với ai đó. Mai san wa yakusoku ga arimasu. Mai có cuộc hẹn. Khi đặt câu hỏi, ta thêm ga vào cuối câu và lên giọng. Yamada san wa kuruma ga arimasu ka? Anh Yamada có xe ô tô không? Iie, arimasen. Không, tôi không có. Rin-san wa kamera ga arimasu ka? Bạn Linh có máy ảnh không? Hai, arimasu. Có, tôi có máy ảnh.